Ok, xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ chơi tầm 6 màn nha. Cho nhanh. Để nhanh tiến độ. Emma, mùa hè năm 1896. Hôm nay sẽ là một tập dài đây. Cái cây, cái gì đó. Giờ thì là mọi người hơi ồn một tí nha. Gì? Ô nữ. Có phải à, hôm nay chúng ta sẽ vẽ tranh. Dầu. Strawberry vô rồi mới đặt. Một cái đổ dầu vô. Chúng ta có màu đỏ. Coi, con sẽ lấy thêm một trắng. Cũ gì đó nữa. Ok. Phát hiện có hồng lộc ở đây trời. Mẹ, bà tự tử. Tự tử ấy. Màu trắng. Màu vàng. Còn gì nữa không ta? Cái này là màu của cái hơi lát đi. Màu đỏ. Màu đỏ. Tiếp theo là cái bông sen trắng. Màu đen ạ. Ồ, chúng ta chưa có màu đen. Màu cam. À, màu đen chia rồi. Quá rồi. Không để. Hoa màu ạ. Gì bông hoa gì? À bông hoa. Không màu. Màu đen làm. Có dây dao cổ. Ui xin. À này đắt mẹ tôi tưởng là. Ủa lâu ra chết rồi. Và ai đây? Đây là ai? Tôi không biết. Đây là ai đó? Lâu ra quay khóc giọt nước mắt. Chúng ta có một nguyên liệu mới chính là nước mắt. Lưỡi của William Tenenbaum, tim nhé, mắt của Samuel và Ada, lưỡi của Sam, khỏe Emma, bro diễn ra dưới hầm, cái lọ. Trứng. Cái gì? Có ảnh của Ida bên cạnh trứng. Trứng của Ida. Ôi mẹ. Ghê rước. Mẹ nó móc trứng của Ida trong ra luôn. Ghê. Holy shit, ai đây? Ai? Đây có
là cái thằng mà lúc trước rớt xuống giếng này mà. Ăn miếng này, khoai tây, lấy ra miếng đá lửa, ok, lửa chắc để nung này lên. Ta sẽ bỏ trứng vô mà bỏ hay đường nào đây? Trứng quy đa vô. Ui ba cái đồ đó, ống nước này rồi giải miết. À, bốc 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 lên. Ủa đổ vô đây đúng không? Khoan vậy chúng ta cần nước chứ. À đây. Trứng vô đúng không? Ok, có trứng rồi. Trứng thì ta cần phải có trung thình chứ, đúng không? Ông ơi, trung thình lấy đâu ra? Holy shit. Nhanh rứa. Nhanh rứa mọi người, nhanh rứa. Nhanh. Bây giờ mới khởi cần nước. Nồi con của ai đây? Con của Aida và thằng Abbott. Ô, một nhân vật mới. Chúng ta bắt đầu những cây giữa nha. Family Pang. Taylor. À, bạn nhà cần phải kiếm cái tờ giấy. Một cái bình. Vậy chắc hôm nay chúng ta sẽ lấy máu, lấy cái lấy của ai đó, lấy máu hay bộ phận của ai đó. TL. CB. Và cuối cùng là EG. Will you be pro? Sẽ có đổ máu. Ồ máu. Ui, đi hết rồi. Tội thằng nhỏ quá, mẹ bị cái ba mẹ nó bị cái thằng kia bắt bị mất mắt rồi. Rồi bà, ui, ba chết luôn rồi. Holy shit, bà ơi, tính đi. Mắt trắng rồi, ui mà lấy răng của bà. Bà bỏ vô nước rồi. Rồi, một bộ phận nữa. Ghê quá. Mary Vanderboom, chồng của James, người chiến tranh anh hùng Leonard, là cái thằng hồi nhỏ bây giờ nó lớn rồi, nó một chiến à đi quân sự, ok đi quân sự, ta cần lắp xe lại cho anh. Được rồi. Mẹ trong đâu, cái trồng đâu nữa. Ồ, sẽ mang mấy cái bộ phận này từ mấy hướng này về đây. Sai.
Con lấy cái A trước nha. A là cần 3 chim lận. Đúng này. Cấp được gì về không? Không. Là sao ta? Ăn chim đỏ. Chim xanh là A đúng không? Đúng rồi. Chim xanh đỏ xuống dưới một chút. Bên này. Đúng. Cần nó mang chim mới nổi. Really? Cần chim màu trắng cơ. Trắng lên lên chút đã. Và ok, chị rồi. Đây nè. Ok, được. Giờ tiếp theo làm slide chim A là hướng lên. Cam ca sẽ lấy xe luôn, vừa bê vừa xe luôn nha, xe luôn, xem ai có thể đánh được xe nữa. Má đi rồi, họ yếu yếu rồi mà muốn có xe nữa. Ông đi ok, C và D hay cùng đi nè. Cấp hai cái đi luôn qua đã. Sau cùng càng 4 nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp. Trước tiên thì ủa lắp sao? Bắt lắp sao? À, chúng ta sẽ lắp kem góc này trước đi. Đâu được. Kính trước đi. Ủa nó không cho lắp kính hả? Lắp sao nữa? X chỗ này. À. Quy tên này là nó không. Ủa lắp sao?
Cái đèn ở đây lắc đấy. Ồ, được rồi, mị nãy giờ. Chưa ăn nó mà nó ồn ồn. AB đây. Và A. Hướng này. Rồi, đi nào. Lèo nào. Bây giờ chúng ta sẽ mở khóa tiếp nhân vật này. Frank, bây giờ nó lớn. Thức ăn. Nước uống, à nước uống, thức ăn. Cái que. Wow, nó bay kìa. Quăng cái giấy lên. Rồi ai đó. Nước đúng không? Đâm một cái. Mẹ ơi kìa. Ăn này. Rồi bây giờ mới quay nhắc vô nước trước nha. Cái ly với ly quýt. Ly quýt là cái gì? Là nước đá gì vậy? Như nước đá ấy. Uống đi. Thức ăn xong ra cái hiệu vậy đúng rồi hả? Con cá rút tư lấy. Ok. Ông bò đấy, hình như có khi ông rớt xuống giếng rồi, ông gãy chân rồi mà. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về con của hai người đó. Roser. Đây cũng là người mà sẽ chăm sóc cho Laura sau này. Mùa thu năm 1919. Roser. Có nghe tôi không? Rosa bạn có nghe tôi không? Nghe tôi không? Andrew Van Bert.
con quả William Vanderboom. Đồ Vanderboom. Ngoài cấu. Bạn cấu cơ. Ui gì. Bạn có nghe được không? Có. Your first name. Ok. Last name. Đúng rồi, đây lúc này mới là random. Do you want my cake? Yes. Rosa có khả năng nói chuyện với người cháy. Ngày cũ đâu cháy đâu, chưa cháy mà. Hay là cháy rồi ta, tôi không biết, tôi không rõ. Cái này là hồi xưa. Ui, ai đây? Leap. Hình như lúc này là ngày cấu với ngày quả chết rồi đúng không? What do you want? Live. Sống lại. Thời gian. Và cái gì đó. Cánh cổng. Cánh cổng gì đấy? Bộ phận tạo ra gì đấy? Không biết. What do you need? Clip gì? Wow, đúng rồi. Do you need open the key? Bạn cần các bộ phận của mấy người đã chết kia để hồi sinh. Và bạn cần gì để em mở cánh cổng này? Cánh cổng gì đây? Tôi không biết. Cần gì? Tampere. I will help you. Oh, cảm ơn. Rosa đã giúp. Được rồi. Thì video này kết thúc rồi nha. Và ngày mai sẽ là tập cuối của cái Root Relax Root này.